Lại đó, đi lại. Nó lại bỏ cho máy rồi anh em đâu? Sao nó chậm vậy? Nó còn còn chất thứ thấp hơn kìa. Ui cái lần có lần à. Anh em làm ăn chậm chạp quá, 2.000 người mà được có mấy trăm đít like à? Qua wow, làm sao nó lên 1.000 đít like đi. Sống sao để người ta ghét vậy rít. Trời ơi, chim mà thấy người dislike thì muốn nhiều hơn người like, nó sống sao để người ta ghét vậy đi. Biết rồi như mẹ linh cài hả? Đúng thiệt, như linh cứ linh cà. Sống đít giống như linh cà quá. Nói ở đây thật sự á, tôi nghĩ ở cái tuổi 15 của Linh Cam đây tôi chưa mà khác về tôi chưa bao giờ nói vậy không? Tôi thật sự nếu mà nói về con bé Linh Cam nãy thì hơn là nãy hơn là ghét. Chẳng qua là ekip cái chương trình cái bài bản nó đưa ra như vậy thì người ta đâu có muốn như vậy đúng đâu. Rồi đó. Các bạn đừng nghĩ nghĩ kiểu kiểu một cách tiêu cực, cách tích cực hơn. Mà sống sao chứ để ghét chứ em. Sống sao mà cái bình like thường. Bằng like là sao em? Nè, đây là tôi nói lý do mà tôi phục nè. Thứ nhất, ở cái tuổi nhất, tôi là một thằng con trai, tôi nhìn vô một đứa con gái. Ở đây tôi đứng vô nha. Mà bạn Linh Ca đó, bạn giỏi hơn tôi tưởng, là bạn làm nhiều, bạn kiếm tiền, thậm chí là nhiều hơn tôi tưởng, nhiều hơn tôi. Là thứ nhất là tôi phục nè. Thứ hai là bạn dám chịu, bạn dám đối đầu với dư luận đó. Thậm chí cái đối đầu với dư luận nè, mà bạn chỉ là một đứa con gái mà rất là nhỏ, 15 tuổi thôi. Và thứ rồi rồi thêm cái nữa, giờ tôi là đứa đứa con trai, tôi nhìn cái không con gái nữa là mà em nó mới 15 tuổi mà lại sở hữu được một cái dòng họ to tuổi bố. Tôi là con trai đâu đó, sao lại nói to tuổi bố, nó bình thường. Thế mày 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 nghĩ LA thì nó sao, thì bé LA thì sao? Đó là tôi ngưỡng mộ. Phần đó là ngưỡng mộ tại bé kia thì sao, còn bé kia nữa là sao, bé bé bữa đưa hình cho coi đó, giật mình dậy đưa hình cho coi đó, còn gì nữa, cũng tự tuổi đó chứ nhiều, 21 đứa, 22 đứa, 21 ai biểu mày, ai biểu mày đi mít. Ôi tóc biến cho nó chắc. Ê, ê Thi ơi. Còn đây là cho nó mạng này Thi ơi. Này lắm chồng. Mà con Ezreal nó ăn nữa chứ. Đó nó gần chết kìa Thi. Nó thấy không? Thấy không? Thấy không? Có assist luôn rồi mày thấy không? Nó mất tóc biến rồi Thi ơi. Là mày ngu quá không? Thôi là mày giết nó từ sớm rồi. Tao dẫn mạng ra cho anh mà Thi. Thiệt tình. Má tao tóc biến xong tao quy, tóc biến lên tao đánh thường nó được rồi, tao quy. Thì dạy bởi vậy mới học cho. Nè vô hiếp dâm đó nè, hiếp dâm đó nè đi. Nó vẫn ở trong này nó canh nó cướp nè. Hiếp dâm đó, 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 thì ơi, thì ơi. Từ đợi tao nhé. Đợi tao chứ, mày giả bộ mày ăn đi. Ủa sao nó không đánh hàng tao nổi vậy? Nó nghĩ nó đánh lại tao. Học gì tao ra mày chưa mất thì chưa mất lại nó đi đó, nó lóc nó lướt lên mày cái đi dính hề cái nó chết nè. Đứng cái kiểu gì à, đậu mà thằng cứ tao đứng tao nhìn đẻo nó, giờ tao tao biết nó đéo dám lao lên mày, tao đứng tao nhìn đẻo nó tao thề luôn đủ đó, bây giờ nó không lao lên mày đâu, tao đứng tao tao nhìn đẻo. Trời ơi. Tao đứng tao nhìn đều nó không được à, giờ giết nó rồi nha, khẩu màng nè thấy không? Trời ơi, má tao đứng tao nhìn đều. Tao đứng tao lườm nó. Ngu vậy. Ôi mẹ ơi. Đứng tao lườm nó không được à? Thì chứ mày quá đáng luôn đi, tao liếc nó một cái mày cũng không cho. Nè. Thấy không? Tính nước cho tao hả? À.
đó thấy không, đó đó cho nó thọt rồi ai khó mất tiếp. Giết nó nè, hãy con SDU tới nha, thôi đi về tôi đỡ cho rồi tao mày chết chung, anh em chết sống chết là phải có nhau, làm gì cũng phải có anh em, làm gì cũng phải có anh em đó thấy không, làm gì cũng phải có anh em à, làm gì cũng phải có anh em, chết cũng phải chết chung à, anh em anh em tốt được về mình là đã rủ nhau đi giết người chung là có chết thì phải chết chung nhé. Anh em là máy là anh em, mặc dù hai đứa chết nhưng mà máy là anh em. Đây anh em ra ganh cho mày nữa này. Đó cho nó lốc mày đi thi, cho nó lốc luôn team mày đi. Chạy nữa. Thôi nó không ganh nó đâu, tao đứng tao đi AB mà. Tao đặt nó mắt hề nữa sao nó không ganh. Sharpening my claws. Đây nó nè, nó nè. Rồi nha, 5 giây nữa là mày chết, 5 giây nữa là mày chết. Thôi đi về, Yasuo nó vô. Làm gì cũng phải có anh em đi, Thi ơi, về chung Thi ơi. Ok anh em. Về cũng phải về chung, anh em tốt. Đây anh em tốt ra đây. Yên tâm là này nó chết chắc. Này, tao gan là nó chết chắc rồi. Rồi hay lắm Thi. Tốc biến lên cào nó luôn. Rồi tăng hình. Cạp thằng này luôn. Trời ơi mày chạy đâu, W chết nè. W nè. Thấy không, làm gì cũng phải coi anh em. Rồi chạy vô tôi dẫn, chạy vô tôi dẫn. Đó. Thôi được rồi. Tao phải sống. Tao phải sống để tao làm những điều cao cả hơn. Đất nước đang cần tao mày hiểu không? Team mình là đất nước của mình đó. Đất nước đang cần tao. Anh em này không. Không, cái này là cái nghĩa là nhưng mà cái bậy quá, vậy mà gọi là anh em. Không phải, cái đất nước cần tao. Đất nước đang cần tao, đất nước đang vẫy gọi. Không được. Vô rồi, anh em là chơi không vô rồi. Nó vì nước chứ. Cái này vì nước trước là vì anh em sau. Ô quỷ tới xì lâu hai thằng mày nè. Rồi thấy không, đó tao chết được rồi, tao chết trẻ mày một tí thôi, tao trẻ chết thằng này, tao trẻ chết đó, tao chết rồi thấy không, mày thấy tao chết rồi, chẳng qua tao chết trẻ hơn mày một tí thôi. Mắt thề đi AB mà chơi thử coi chứ sao, chứ chơi đam mà chán lắm. Mắt hề thử coi sao. Nhây thôi chứ chả làm được gì. Cái này nó đi vô bụi mới chết mà. Con Sako, nó đi qua mà chắc luôn. Qua tao giết nó luôn, giờ nó đủ tư cách qua. Giờ mạnh lắm rồi, qua là chết luôn ấy.
death from afar. Làm gì cũng phải có anh em tới đây. Rồi nè, anh em lên nè. Thấy không? Đó, thấy anh em không? Thấy anh em. Sao mày tính đánh anh em tao hả? Né, né, né. Né anh em ơi. Okay, okay. Về đi người anh em. Người anh em chết ngu đừng có bóp anh em chết theo nha. Tâm người anh em ăn ra này. Nó có mắt rồi mày ơi. Chạy đâu đây? Hả? À, chạy đâu? Thằng Yasuo vô đây. Anh em chơi nó thôi mẹ thằng người anh em sợ thế. Biến luôn được, hay lắm nghe anh em, không e lát không được, có đấy e lát, có đấy fail e lát, đây 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 người anh em, người anh em, giết người anh em của tôi kìa, yên tâm đi, tôi còn W nè, đó, xì lâu rồi, làm sao mà giết người anh em tao được? Nào tao cũng chết rồi, tao cạp mày chó. Nó cứ rủ anh em, nó cũng rủ anh em vô chơi tao hoài kìa mày. Anh em nó đông quá. Mà làm gì đó vậy? Lìa đéo thấm. Đặt hề đợi thôi, làm gì? Lầy thôi chứ làm gì giờ.
Chết rồi. Nó lên búa băng đánh đau quá nghe anh em ơi. Mang đéo thấm. Rêu kìa. Ai đang bắt đâu được nhiều đam đâu. Quá chịu được chứ. Ôi con sứ giả đâu. Sao hay lắm nghe anh em. Mày bắn luôn rồi. Mày đang thiêu đốt. Đi farm nữa, giờ lại đi vậy. Lùm, giết người, vậy nó mới vui. Thôi, cố. Đây, nghe anh em. Anh tới đây. Châu quá nghe anh em ơi. Châu vốn lại lên. Thôi phải lên đồ ấy. Bên đó đang gọi là anh em lục đục nội bộ rồi, nó không anh em như bên này. À, chơi gì mà lục đục nội bộ rồi. Em phê luôn. Quỷ tới. Mẹ qua đây farm chơi á. Đây farm kinh nè. Farm cái người đá với nó nữa mà xong ghê. Làm vậy là hay rồi. Mẹ leo nè nó áp cao không thấy à.
Ôi, chết rồi. Chết queo luôn. Ông mặt dễ sợ thiệt chứ. Sao mẹ con quay ra đê mà nó level 10. Thấy đâu đồ thiếu không? Đeo mất máu nữa là cái gì cả. Cái e của mày là vật lý đấy. E đeo mất máu. Má nó mạnh dễ. Cho coi với nó mạnh gì đâu luôn. Nè bộ mày tao đành chết người cho mày coi nè mày nói. Mày nghĩ nó đá map mày nãy giờ thì mày có rình được không? Bắn cái lên. Mẹ em bãi nữa. Bắn muốn thua mà còn bắn hay. Win thì nếu bao giờ win được. Nghịch cảnh, chết ghê. Dùng cái ra đây nọ. Dùng cái ra đây. Đánh không lại tao luôn chứ gì lấy gì đâu. Vô phá nhà cái. Rồi làm bãi người đá về lên đồ cái. Bảy trăm một ca bảy. Ôi, nó đàm nó to à. Nhảy vô đánh thường cái chết thằng nữa. Tao tao chết rồi nè cháu. Lúc mà chứng minh là anh em tao đó. Đó, tao chứng minh được anh em mày là thấy không? À. Ăn cái tép hồi chiều tới giờ mà nó vẫn dính răng. Giờ mới hết. Đó, anh em tốt phải không? Thấy anh em tốt rồi thì quá tốt luôn. Trời ơi, đủ. Xéo chết, xém chết vai luôn kìa. Trời ơi.
cũng kinh đấy. Yeah. Oh yeah baby. Your team has destroyed an inhibitor. CK Châu chả bây giờ đọc comment của anh. Đâu phải vợ tôi đâu mà tôi đọc. Phải gái comment là đọc đâu. Xin lên Facebook cho số điện thoại lên gọi nhau nhắn tin các kiểu hẹn hò đi ăn đi chơi thì tỏ tí tới tí vợ chồng mới được chứ đúng không? Tự nhiên đâu ra sẵn có vợ chồng chồng vậy? Nhìn mặt có vậy dễ dãi không? Nó hơi bừa bãi tí thôi. Lấy 50 vàng, lấy 50 vàng liền gánh tim nè, ai mới làm? Người gánh tim. Cơ mà nó mụn quá.